Hello, chào tất cả các anh em đam mê bài chim ha. Thì hôm nay mình mới hoàn thành được một cái nữa, là hai cái nữa nè anh em ơi. Xíu nữa mình đi gửi luôn nha anh em. Đã hoàn thiện rồi nè. Máy này máy hôm qua nè, máy này máy máy đầm nè. Bây giờ mình lắp tiếng trước khi mình gửi cho anh em ha. Chỉnh của anh em á, nếu mà cảm thấy nó ăn chi mạnh hơn á, thì anh em cứ chỉnh theo ý muốn của anh em ha. Còn cái ý của mình á, mình đã gạch lên trên đây nè. Anh em nào đánh theo mình á, thì đánh làm đánh theo dấu của mình luôn ha. Đây, anh tắt gạt tiếng nè. Đây là chậm lẹ nè. Thank you.
mình sang cho anh em, như là ví dụ cái cùng này cùng khác đi, hoặc con nấm này nó cũng khác, nhưng mà khi mà anh em đút vô mình chỉnh một phát là nó sẽ cái cồn nào cũng đút vô là xài đúng tiếng luôn nha anh em, tại vì mình có chỉnh trong cái máy sang á anh em, nên sang ra là tất cả các loại cồn băng của mình á là cái máy của mình luôn nha. Là ví dụ như là cái này đi, cái công tắc này đi, nó gạt lên hoặc là gạt xuống gì đó là nó gạt xuống hết một chiều một rồi, chứ nó không bao giờ có hai chiều nha anh em. Giống như cái này cồn băng này gạt xuống nè, thì cái cồn thứ hai á thì cái cồn này cồn khác luôn nè, nhưng mà vẫn là cái gạt xuống nha nè, mình vẫn xài gạt xuống luôn, tại vì cái máy mình sang ra mình đã chỉnh rồi nè. Rồi, video đến đây kết thúc nha anh em ơi. Mình để mình đi gửi đồ cho anh em luôn. Tại bữa nay thứ hai anh em, hôm qua mình không có gửi được. Bữa nay mới mình đi gửi. Thì anh em nào đặt máy sau đó thì anh em vui lòng đợi nha, tại vì mình lúc này mình hết vàng cơ anh em ơi. Thì cái máy thẻ thì mình làm cho anh em được, còn vàng cơ thì bây giờ mình hết rồi. Vài bữa nó mới gửi về anh em ơi. Mình có đặt vàng cơ rồi đó nè. Xíu nữa mình tới vịt heo rồi mình sẽ đóng vô hộp nha anh em. Thôi, video đến đây kết thúc anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Anh em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Còn anh em nào muốn giao lưu thì số điện thoại trên màn hình đó anh em. Mình xài số đó là số chính luôn anh em. Zalo cũng số đó luôn nha anh em. Rồi, chào anh em ha.